Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán xe ô tô cũ của em nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục trân trọng và giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe. Mà cái mẫu xe này thì bên em đã làm video rồi và một cái giá bây giờ em sẽ bán giá thu hồi vốn nhé. Chiếc này thì em đã được sơn quay cả xe rồi. Thì sau đây em sẽ test một cung đường rất là ngắn để cho anh chị và các bạn cảm nhận được nhé. Chiếc màn hình nhỏ anh chị, và đây là những chiếc xe lồng mà chuyên chạy xe Bắc Nam các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ test cái chiếc Isuzu này các bác ạ. Một chiếc xe đến thương hiệu từ Nhật Bản. Trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một chiếc Isuzu Jumper các bác nhá. Một chiếc xe form 7 chỗ và được nhập Nhật nguyên chiếc. Chiếc này thì xe ngày xưa nó là xe của ngân hàng Thanh Lý ra. Đối với những dòng xe mà ngân hàng Thanh Lý ra thì xe nguyên bản của nó chỉ có 5 chỗ thôi các bác nhá. Và có 300 kg chở hàng hóa. Và chiếc này nó đã được ra tên tư nhân rồi, biển Hải Dương quê em. Bên em thì mới vừa rồi cho sơn cả xe các bác nhá. Đấy, dọn dẹp nội thất. Và với một cái mức giá rất hợp lý thôi. Chiếc Isuzu Chopper này hiện tại bên em đang chào bán một cái mức giá cực kỳ hợp lý, 99 triệu bao những hồ sơ cho chị và các bạn trên toàn quốc các bác nhá. Một cái màu đỏ mận này, với một cái dòng xe gầm rất là cao. Gầm rất là cao nhé. Trang bị cho mình động cơ máy xăng 3.2 và hai cầu các bác nhé. Đấy. Thì anh chị và các bạn nào mà xem clip của em lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng xe phân khúc từ 40 triệu đồng cho đến 400 triệu thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em. Và bật nút chuông thông báo để cập nhật những cái mẫu xe mà mới nhất bên em đang về theo ngày tháng. Và cũng cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ, có thể là em nói sai điều gì đấy về xe thì các bác có thể comment ở dưới các bác nhé. Thì với cái mẫu xe Isuzu Chopper này, nó là động cơ 3.2 máy xăng. Đấy, vượt đèo lội suối rất là khỏe các bác nhé. Và với mẫu xe này thì anh chị và các bạn mua về chỉ đổ xăng thôi các bác nhé. Đấy. Giá 99 triệu là em sẽ bao vận chuyển, bao rút hồ sơ cho chị và các bạn trên toàn quốc các bác nhé.
Và đây là cái phần nội thất của nó này. Phần nội thất của nó này. Đấy, xe được nhập Nhật nguyên chiếc, trang bị hai cầu các bác nhá, hai cầu cơ này các bác này. Đấy, xe thì đầu đài thì không có gì lắm. Vẫn là đầu đài thường các bác nhá, chưa có cam nùi gì cả. Đấy. Ghế da rất là êm và rất là sạch sẽ các bác nhá, không bị rách nát các bác nhá. Đấy, được trang bị 5 ghế ngồi. Đây trần nó này. Trần thẳng tưng luôn, rất là sáng các bác nhá. Đấy. Kính điện theo xe các bác nhá, kính điện theo xe. Chiếc này thì máy lổng rất là êm. Các bác nhá, máy lổng rất là êm luôn. Về cái da của nó rất ok. Và đây là cái khoang hành lý nha, anh chị và các bạn ạ. Xe thì rất là căng các bác nhá. Rất là căng. Căng và mỏng luôn. Các bác nhá. Và đây là cái quả đèn hậu đó này. Đèn hậu đó này. Đèn viên đá nó bắn vào đây luôn. Rất là căng luôn. Xe cực kỳ căng các bác nhá. Căng và mỏng. Các bạn nhìn này. Tổng thành về chiếc xe này thì anh chị và bạn mua về chúng ta cũng chỉ sử dụng ngay, không phải làm gì các bác nhé. Đây, cụm đèn pha nó đây, các bạn nhìn này. Form dáng chiếc này rất ok, rất tuyệt vời các bạn nhé. Giá tiền rất bình dân thôi, 99 triệu mà chúng ta đi được 5 người. Và có một cái khoang hành lý rất là rộng. Khoang hành lý chiếc này cực kỳ rộng các bạn nhé. Khoang hành lý của nó này. Xe này thì chỉ được trang bị là 5 ghế ngồi các bác nhé, 5 ghế ngồi. Đó. Giá tiền rất bình dân, chỉ có 99 triệu thôi các bác nhé. Chiếc này thì được trang bị là cũng là la răng, la răng sắt nguyên bản trong xe và được ốp nhựa, bên em ốp nhựa ở bên ngoài các bác nhé. Đây, la răng sắt này rất là khỏe luôn các bác nhé. Đấy, giá tiền rất bình dân và hợp lý. Chiếc này được sơn quê cả xe rồi. Toàn bộ là được nhà sản xuất là trang bị là kính điện hết rồi các bác nhé, kính điện rồi các bác nhé. Đây, nội thất rất là sạch sẽ. Giá tiền rất bình dân và hợp lý cho chị và các bạn mua về đi rừng các bác nhé. Chỉ 99 triệu thôi, máy êm, cầm chắc, côn số nhẹ nhàng các bác nhé. Điều hòa mắt rét. Và đây là cái đèn kính này, đèn kính đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, đèn ốp nhựa. Đấy. Đấy. Đèn kính luôn, zin luôn, nguyên bản theo xe. Form dáng của nó là nguyên form các bác nhé, nguyên form luôn. Form dáng nguyên form luôn. Nguyên form luôn nhé, form nguyên bản luôn. Đấy, không bị đâm xô tai nạn gì cả. Một cái mức tiền rất hợp lý thôi. Bên em vừa mới cho sơn đánh bóng cả xe luôn các bác. Một cái màu đỏ mận rất là đẹp. Chân váy thì được sơn một cái mốt lớp sơn. Cái cản ba đầu xuất của nó là được sơn cái màu lông chuột các bác nhé. Anh chị và các bạn mà muốn đến xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Isuzu Chopper này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp anh em qua số điện thoại là 0962 567 089 và một số nữa là 0975 567 089 nha các bác nhé, để được tư vấn trực tiếp cái mẫu xe Isuzu Chopper này. Một cái mẫu xe nhập Nhật nguyên chiếc. Giá rẻ chỉ bằng một chiếc xe máy đẹp thôi các bạn. Đấy, mà đi trang bị 5 ghế ngồi. Một khoang hành lý rất là rộng rãi các bạn nhá. Anh chị và các bạn mua về để đi rừng hoặc là mua về để đi gia đình hoặc là để mua tập lái cũng được, vì giá nó rất rẻ rồi, quá rẻ luôn. Em sơn cả xe các nhé, sơn quay cả xe, đánh bóng, đăng kiểm rất là dài đến tháng 5 năm 2020.
hành và sơn vỏ và nội thất bên trong thì em cam kết cho chị và các bạn là các bác mua về chỉ việc đổ xăng thôi các bác nhé, chỉ việc đổ xăng thôi, các bác không phải làm gì cả. Đây. Và sau đây em sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video lần sau. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã đồng hành kênh của em suốt thời gian vừa qua. Vâng, em chào các bác nhé.